Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video của kênh Đồng Hồ Thụy Sĩ Nga Nhật. Rất vui được gặp lại mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay, phiên đồng hồ ngày 17 tháng 4 năm 2022. Và trở lại với video này thì tiếp tục giao lưu và gửi đến các bác một lô đồng hồ. Hôm nay sẽ là một cái lô đồng hồ với mức giá bình dân để cho các bác có thể giao lưu và sưu tầm nhé. Mời các bác cùng theo dõi video ngày hôm nay. Các bác lần đầu biết đến kênh Đồng Hồ Thụy Sĩ Nga Nhật, hãy ấn vào nút đăng ký kênh ngay ở phía dưới video này để các bác có thể nhận được thông báo này, đón xem các video của kênh một cách sớm nhất nha. Mẫu đầu tiên là một em Citizen Delosi, máy cơ lên dây 23 chân kính. Đây là một chiếc đồng hồ cổ đến từ thương hiệu Citizen nha. Vỏ bọc vàng 14K gold fill, sở hữu form mặt vân xoáy tròn độc đáo, kết hợp với các phần kim cọc vàng. Em này có size mặt là 35 nhé, size 35, vỏ vàng 14K đáy inox này, máy cơ lên dây 23 chân kính ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đây là phần mặt của chiếc Citizen này mà các bác cùng chiếm ngưỡng ạ. Chiếc Citizen này có giá là 1.680.000 thôi nhé, chốt đơn em với mã H193 này. Các bác chốt đơn qua Zalo, số điện thoại 0936 050424, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Cửa hàng bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng nữa. Qua mẫu thứ hai, một chiếc Raketa. Đây là một thương hiệu đồng hồ xưa cổ điển rất là nổi tiếng của Liên Xô. Raketa là một cái nhà máy sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới. Đó. Vào những năm thế chiến thứ hai của thế kỷ trước thì Raketa đã cho ra đời hàng triệu chiếc đồng hồ với rất nhiều những phong cách và được đón nhận một cách rất là nồng nhiệt trên toàn thế giới này. Ở đây là một chiếc Raketa phiên bản năm thập niên 70 nha. Sở hữu màu mặt bao công đen, một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Phong cách rất là độc đáo, thiết kế siêu chất. Đáy inox này, em này có phần vỏ được bọc vàng nha, bọc vàng ao 20 này. Lớp vàng còn nguyên vẹn và rất là đẹp theo thời gian. Size ngang 34 và size dọc 40. Ngang 34, dọc 40 và bọc vàng máy cơ lên dây. Phong cách cực kỳ chất đến từ thương hiệu Raketa. Chiếc này có giá là 1.580.000, cho đơn em với mã Y29 nhé. Tiếp tục qua mẫu một chiếc Raketa mặt bao công. Em này có cái màu mặt đen nổi bật, cọc số trải tia, form mặt khá là lớn này, với size mặt là 39. Size 39 các bác nha. Máy cơ lên dây, có tay, vỏ bọc vàng. Đó, đáy này là đáy inox này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đây là phần mặt của chiếc Raketa này. Đó, giá chiếc này là 1.880.000, chốt đơn em mã Y42. Tiếp tục qua mẫu một chiếc Paqueta. Đây là một chiếc Paqueta quân đội, biểu tượng CCCP này. Các bác có thể thấy một cái biểu tượng nổi bật ngay dần phần chính diện, biểu tượng búa liềm. Đây là một chiếc đồng hồ được sản xuất dành riêng cho những cái nhà lãnh đạo trong quân đội Liên Xô ngày xưa. Đó, đây là một phiên bản cực kỳ là ý nghĩa nha. Hàng limited, tất cả các cái chất liệu được làm lên chiếc đồng hồ đều là những chất liệu cao cấp nhất. Vỏ thép không gỉ này, các bác nhìn là trải qua bao nhiêu năm cuộc đời rồi, thế nhưng mà cái tình trạng vỏ của em này còn rất là sáng. Niềng thép đen, mặt vân cát đen, kết hợp với các cọc số chấm bi sang trọng. Em này sẽ có hai ô cửa lịch nằm tại góc 3 và 6 giờ. Size ngang là 36 và size dọc là 42 nhé. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, Raketa Limited phiên bản giới hạn. Trên thế giới thì không có nhiều cái dòng đồng hồ này đâu ạ. Nó chỉ sản xuất một số lượng nhất định thôi. Nên là bác nào muốn sở hữu và sưu tầm chiếc Paqueta quân đội phiên bản búa liềm
CCCP của quân đội Liên Xô này thì hãy chốt đơn ạ, với mã là H185 và giá 1.280.000 nhé. Em này là một chiếc Raketa với thiết kế lịch giật. Đó, lịch giật. Các bác có thể nhìn thấy cái phần lịch thứ ở dưới này, à lịch ngày ở dưới này, đó. Kéo núm ra bên ngoài để chỉnh nhé. Kim cọc hoạt động tốt. Chiếc tiếp theo một em Seiko 5, em này có mã là E126 này. Em E126 này là một chiếc Seiko 5 chặt góc, mặt đen viền vàng, vỏ thép không gỉ toàn thân. Các bác nhìn mặt em này rất là sáng nha, viền vàng này, sáng bóng luôn. Size ngang 34 và size dọc là 39. Zin nguyên bản này, mặt đáy có khắc tên thương hiệu Seiko ở đây. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Seiko 5 là một trong những huyền thoại thời một thời ạ. Và những năm thập niên 80 này đã làm mưa làm gió trên thị trường đồng hồ Việt Nam. Và một chiếc đồng hồ mang lại không những cái giá trị về mặt thời trang mà nó còn mang lại giá trị về mặt tinh thần. Đó, có những kỷ niệm rất là đáng nhớ về chiếc đồng hồ Seiko 5 này. Bộ lịch có nấc để chỉnh lịch nhanh, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng nhé. Em này chạy bộ máy cơ tự động nguyên bản của đồng hồ Nhật. Yêu thích chiếc đồng hồ này chốt đơn em với mã E126 giá 1.080.000 nhé. E126 giá 1.080.000. Tiếp tục một chiếc Seiko 5. Seiko 5 đồng hồ Nhật Bản, máy cơ tự động 23 chân kính. Ở đây là một em Seiko 5 thập niên 80. Bộ lịch bơm vẫn còn hoạt động rất là tốt này. Các bạn nhìn trên này thì sẽ có một cái form mặt sáng bóng, mặt kính Mica nguyên bản của Seiko, cọc số nổi và có một ô lịch nha. Size ngang là 36, size dọc 41. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân, đáy có khắc tên thương hiệu Seiko này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đây là phần mặt của chiếc đồng hồ này. Mặt rất là sáng luôn. Máy cơ tự động 23 chân kính. Đây là một mẫu đồng hồ rất là đáng để cho các bác sưu tầm đấy. Yêu thích chiếc Seiko 5 này, chốt đơn em với mã là E205 giá 1.480.000 nhé. E205 với giá là 1.480.000. Qua mẫu một chiếc Slava. Một em Slava máy cơ lên dây, có tay lên đến 26 chân kính các bác ạ. Ở đây là một chiếc đồng hồ của Liên Xô với thiết kế vô cùng là độc đáo. Em này xứng đáng để cho các bác thêm vào bộ sưu tập của mình. Đó, phong cách độc lạ, thiết kế mặt bắt úp nổi bật. Các bác nhìn này, nó form mặt hai lòng sâu xuống phía dưới với một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ nha. Các cái chức năng núm của em này vẫn còn hoạt động tốt này. Đó, bộ lịch bơm. Trong video ngày hôm nay thì sẽ toàn là những cái thiết kế lịch vô cùng là độc đáo đến từ các thương hiệu lớn của Nhật Bản và Liên Xô. Nó hết lịch giật thì chúng ta chuyển qua lịch bơm, lịch bấm. Đó. Chiếc Slava này sẽ có phần vỏ được bọc thép không gỉ toàn thân nha. Và nhìn này, vỏ thép của em này sáng bóng theo thời gian luôn ạ. Không có dấu hiệu hao mòn. Máy cơ lên dây 26 chân kính. Phong cách độc lạ. Giá 1.280.000 cho chiếc đồng hồ này. Chốt đơn em mã G21 nha. Bộ sưu tập ngày hôm nay gửi đến các bác hai chiếc đồng hồ Liboshi. Đó. Liboshi. Đồng hồ thương hiệu, các bác nào chưa biết đến cái thương hiệu đồng hồ này. Đây là một thương hiệu xưa, ra đời năm 1985 này. Em còn hai chiếc trắng và đen. Đó, dành cho các bác nào yêu thích cái phong cách thể thao, hoặc là các bác muốn sưu tầm đeo đồng hồ đôi. Chẳng hạn hai bác chơi thân với nhau đeo đồng hồ đôi thì sẽ đeo cặp đôi này rất là đẹp này. Chạy máy pin các bác nha. Đây là hai chiếc đồng hồ Liboshi chạy máy pin.
một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Hắc bạch vô thường luôn. Đây các bác nhìn đáy này. Đáy Liboshi nha. Zin nguyên bản máy cơ máy pin. Các bác đây là nó trong tình trạng hết pin rồi. Đó, các bác lắp pin vào thì em sẽ hỗ trợ các bác lắp pin. Máy chạy bình thường nha. Đó, yêu thích chiếc Liboshi này chốt đơn em ạ. Giá cũ là 720.000 và em thanh lý lốt cho các bác với giá 480.000 một chiếc nhá. 480.000. Mẫu tiếp theo là một chiếc Raketa. Một cặp đôi đồng hồ Raketa của Liên Xô này. Đó. Phong cách hai chiếc sẽ có cái form bên ngoài giống nhau, khác cái phần mặt thôi ạ. Một chiếc bọc vàng AU, trên này bọc vàng AU 20 và trên này bọc vàng AU 10 này. Đó. Sở hữu form mặt tròn. Chiếc này có mã là H152 và chiếc này là H241 nha. Đối với chiếc H152 này thì sẽ có cái màu mặt trắng kết hợp với các góc số học trò đen nổi bật. Vỏ vàng AU 10, đáy inox này. Đó. Và chiếc Raketa này, chiếc H241 này thì sẽ có vỏ bọc vàng AU 20, góc số chảy tia, mặt vàng mỡ gà. Đây là một cặp đôi đồng hồ thương hiệu Raketa, sản xuất cùng thời điểm với nhau nha. Đây là em này sẽ được sản xuất khoảng những năm thập niên 50 các bác. Size 34 này, cả hai em đều có size mặt 34. Các bác nào muốn mua đồng hồ cặp, đồng hồ cổ này. Đây là hai chiếc Raketa cổ chạy máy cơ lên dây. Và cặp đôi này đều có giá là 1.580.000 nha. Đồng giá 1.580.000. Các bác mua một chiếc cũng được, mà các bác nào hai bác chơi thân với nhau hay là các bác cùng nhóm chơi đồng hồ cổ với nhau, các bác có thể sưu tầm hai cái mẫu đồng hồ này nha. Raketa. Mẫu tiếp theo là một em Woodstock, hay các bác còn gọi là Vostok này. Thương hiệu đồng hồ lớn của Liên Xô. Đây là một chiếc Vostok với màu mặt trắng nổi bật với các góc số học trò. Có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ này. Kim gió màu đỏ nổi bật luôn. Size mặt 34, không tính núm. Bộ máy cơ lên dây 18 chân kính. Đeo lên tay các bác cùng ngắm thử nha. Em này có cái phần vỏ ngoài được bọc vàng AU 5 này. Các bác nhìn cũng có khắc triện luôn ở trên phần vỏ nha. Đây là phần vỏ ngoài này. Đó, nắp đáy Vostok 18 Jewel, máy cơ có tay, một ô cửa lịch. Đối với cái ô lịch này thì các bác sẽ chỉnh bằng cách là quay kim 24 giờ nhé. Lịch sẽ tự động nhảy sang ngày mới. Giá chiếc này là 1.380.000, mã H14. Seiko 5 Astute. Seiko Astute sản xuất vào đầu những năm thập niên 80. Đây là một trong những thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng của dòng Seiko này. Đó. Kim cọc đánh bóng tốt, tạo được độ bắt sáng cao. Em này mặt form mặt rất là sang luôn với cái màu xám khói. Một ô lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Trên này size ngang là 37 và size dọc là 42 nhé. Ngang 37, dọc 42. Máy cơ tự động 21 chân kính. Dây khóa và mặt đáy đều có khắc tên thương hiệu Seiko ở đây. Em này zin nguyên bản 100% các bác ạ. Bộ lịch bơm với hai thứ tiếng, tiếng Nhật và tiếng Anh. Đang trong tình trạng hoạt động tốt nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây là phần mặt của chiếc Seiko Astute này. Đó, yêu thích cái mẫu đồng hồ này chốt đơn cho em ạ. Với mã là B10 giá 1.600.000 nha. B10 giá 1.600.000. Ponzos. Một chiếc Ponzos Liên Xô, máy cơ lên dây 17 chân kính. Form mặt vuông cạnh bầu này. Kim cọc vàng và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Size ngang 36 và size dọc là 42. Núm ngọc đen nổi bật, đáy inox.
đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây là phần mặt của chiếc quân rốt này. Đó. Vỏ vàng của chiếc này còn rất là đẹp nha, các bác cùng ngắm này. Vỏ vàng nguyên vẹn, sáng bóng luôn. Đó. Giá của chiếc Polzot này là 1.680.000, mã H112. 1.680.000 nha. Rồi qua mẫu một chiếc Rado Capil. Rado Thụy Sĩ, sở hữu màu mặt vàng trắng nổi bật. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Size ngang em này là 38 và size dọc là 42 nha. Ngang 38, dọc 42. Zin nguyên bản 100% luôn này. Từ phần dây khóa đến phần vỏ núm máy, zin nguyên bản của đồng hồ Rado Thụy Sĩ nha. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân, sáng bóng. Các bác cùng ngắm này, em đeo chiếc đồng hồ Rado này trên tay, cực kỳ nổi bật luôn. Rất là ấn tượng. Giá chiếc này là 2.880.000, mã 243 nhé. 2.880.000. Rolex, một chiếc Rolex máy Nga, cơ lên dây. Đó, mặt đen, thiết kế mặt bởi những cái đường mạng nhện độc đáo này, rất là ấn tượng. Vỏ em này là vỏ bọc vàng nha. Đây ạ. Vỏ vàng của em này còn rất là đẹp. Đáy inox này. Size mặt 36. Size 36 không tính núm ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đây là một chiếc Rolex cơ lên dây, vỏ bọc vàng nguyên bản. Chiếc này có mã 29, giá 1.680.000 ạ. Tiếp tục một chiếc Bostock. Em này là một chiếc Bostock bọc vàng, máy cơ lên dây 17 chân kính. Chiếc đồng hồ Bostock của quân đội Liên Xô. Thiết kế cọc số nổi cùng với một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ này. Em này có size ngang là 35 và size dọc là 40 nhé. Ngang 35, dọc 40. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ này. Kim cọc hoạt động tốt. Đáy inox. Form dáng trứng cổ điển. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn em với mã H208, giá 1.680.000 nhá. Qua mẫu gửi đến các bác một chiếc Orient SK phiên bản người nhái. Mà các bác hay chơi dòng SK thì các bác biết rồi đúng không ạ? Dòng người nhái thì sẽ có thiết kế mặt kính nó sẽ hơi khác biệt một chút này. Thiết kế mặt kính vô cùng là bắt mắt. Cái mặt kính này mà làm mà vỡ là thôi đấy các bác nha, không thay được đâu ạ. Rất là khó để thay được cái mặt kính như này. Bởi vì cái thiết kế mặt kính của cái dòng SK người nhái này nó sẽ là các đường vân nha, đường vân trên cái phần niềng bên ngoài. Rất là nổi bật luôn. Đó. Size ngang 41. Size dọc 46. Máy câu tự động 21 chân kính. Em này sẽ có 3 núm giống như dòng SK thường. Các chức năng núm của chiếc này thì vẫn còn hoạt động tốt nha. Đó. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Đấy, có khắc tên thương hiệu Orient ở đây này. Dây khóa linh kiện. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhá. Đây là phần mặt của chiếc Orient này. Mặt cực kỳ đẹp luôn ạ. Sáng bóng. Biểu tượng người nhái này rất là rõ ràng ở trên phần mặt. Super de Lucy. Đó, giá của chiếc này thì chỉ có 1.480.000 thôi. Chốt đơn em với mã E201 nhé. 1.480.000 thôi này. Qua mẫu là một chiếc Polzot. Polzot xưa. Dòng máy cơ lên dây 23 chân kính. Đó, cọc số là mã nổi bật. Em này thì sẽ có form mặt khá là lớn này, size 38. Bộ máy cơ lên dây với 23 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ.
Vỏ chiếc polyjute này là vỏ bọc vàng nha. Đó, đáy này thì sẽ có khắc biểu tượng kỷ niệm. Người chủ cũ người ta khắc như này, đó. Polyjute 23 chân kính, máy cơ lên dây có tay, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định. Yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn em với mã là H141, giá 1.980.000 nhé. Qua mẫu là một chiếc Rado. Rado M với màu mặt xanh tím độc đáo, nổi bật. Cái màu mặt cực kỳ là cuốn hút luôn các bạn ạ. Cọc số nổi, một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này sẽ có phần vỏ bên ngoài được bọc thép không gỉ này. Đó. Nốm zin logo. Đáy sẽ có khắc tên thương hiệu Rado ở đây, biểu tượng ba cá ngựa. Với size mặt ngang là 36 và size dọc là 41. Đây là một em Rado M, giữ được tình trạng vỏ bên ngoài rất là mới và đẹp nha. Cái màu mặt xanh tím như thế này nó cũng cực kỳ là độc nữa. Cho nên là bác nào yêu thích và muốn sở hữu chiếc đồng hồ Rado này thì hãy nhanh tay nhắn tin chốt đơn cho em về số điện thoại đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Núm có nấc để chỉnh lịch nhanh, rất là tiện. Đó, bộ máy cơ tự động. Cơ tự động này, nguyên bản luôn. Zin 100%. Giá của em này là 2.880.000, mã Y14. Tiếp tục một chiếc Aureoli, máy cơ tự động 25 chân kính. Đây là một chiếc sở hữu màu mặt hổ phách rất là nổi bật. Cọc số trải tia và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ nhé. Xe ngang em này là 35 và xe dọc là 39 này. Vỏ thép không gỉ toàn thân, đây là phần nắp đáy nhá. Thân vỏ của em này sáng bóng luôn. Cái màu mặt là hổ phách, là một cái màu rất là nổi bật, cuốn hút. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn cho em với mã là Y23 và giá của em này chỉ có 2.080.000 thôi ạ. Y23 giá 2.080.000 nha. Sở hữu ngay em đồng hồ máy cơ tự động 25 chân kính zin nguyên bản của đồng hồ Thụy Sĩ ạ. Mức giá rất là tốt các bác, không đi đâu có thể tìm được cái mức giá tốt như này đâu ạ. Đồng hồ Thụy Sĩ nha. Elgin, một em Elgin đến từ nước Đức. Mỏ mặt vàng mỡ gà, cọc số học trò, thiết kế nổi, kim cọc vàng, kim dây đỏ này, nổi bật. Tượng trưng cho những cái thiết kế đồng hồ cổ châu Âu xưa các bác. Size mặt 33, không tính núm. Vỏ chiếc Elgin này là vỏ bọc vàng nhá. Vỏ bọc vàng nguyên vẹn. Đáy inox này. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đây là phần mặt của chiếc đồng hồ này. Elgin máy cơ lên dây 17 chân kính, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định. Chốt đơn em chiếc này với mã là H101, giá 1.480.000 ạ. Qua mẫu là một chiếc Seiko Odyssey. Chiếc Seiko cổ đến từ Nhật Bản, sản xuất vào những năm thập niên 60 này. Mặt vàng, cọc số trải tia, được khía trực tiếp ở trên phần mặt. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Em này sẽ có size mặt 33 này. Size 33 không tính núm. Bốn chân càng dài, vỏ bọc vàng, đáy inox. Đáy mặt đáy kiểu đáy bắt úp. Đó, với các đường vân lụa trải tia dọc xuống phía dưới này rất là sang. Seiko Odyssey máy cơ lên dây và bọc vàng, thiết kế cổ điển của thương hiệu Seiko, và trên thị trường các bác sẽ rất là hiếm gặp cái dòng máy của Nhật thiết kế như thế này. Đây là những cái thiết kế rất là xưa rồi. Thường thì bây giờ từ những năm khoảng thập niên 60 đổ về lại bây giờ thì sẽ không có thập niên giữa những năm thập niên 60 đến năm thập niên 70 trở về hiện tại thì
sẽ không có xuất hiện những cái dòng máy của Nhật với cái thiết kế như thế này đâu. Đó. Chốt đơn em trên này với mã là H123 giá 1.680.000 nhé. Ponzos, một chiếc Ponzos. Hôm nay cũng có một cặp đôi của Ponzos đấy các bác. Còn rất là nhiều đồng hồ cặp luôn. Đây là một chiếc Ponzos với màu mặt nào, xám khói. Một cái màu mặt nó khá là lạ mắt đối với các bác. Bộ máy cơ lên dây. Vỏ bọc vàng nha. Đây các bác nhìn này, em có một cặp đôi đồng hồ Ponzos nha. Hai cái đều mặt vuông và có size mặt ngang nhau. Đều là bọc vàng ao năm. Đó, một chiếc màu mặt xám khói và một chiếc màu mặt đen này. Chiếc đen này vừa em đã lên rồi đúng không? Em đã giới thiệu rồi. Còn lại thì đây là một chiếc Ponzos size mặt 36 17 chân kính, em đeo lên tay các bác cùng ngắm thử ạ. Đó, mặt đáy inox nha. Vỏ vàng sáng bóng luôn, rất là đẹp. Bác nào muốn sở hữu chiếc này chốt đơn em với mã là E199 giá 1.780.000. 1.780.000 nha, E199. Mẫu cuối cùng là một em T-shirt máy cơ tự động. Thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ này. Đây là một chiếc T-shirt cổ thập niên 70 60 này. Nó mặt hai lòng. Size mặt em này là 37, size ngang 37 và size dọc 40. Vỏ thép không gỉ toàn thân nha, em này zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa này. Đó. Nốm zin, đáy cũng có khắc tên thương hiệu biểu tượng T-shirt ở đây. Phong cách cực kỳ chất rồi. Thương hiệu đồng hồ T-shirt thì các bác cũng khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Cho đến tận ngày hôm nay thì T-shirt vẫn làm mưa làm gió trên thị trường, được rất là nhiều các tín đồ đồng hồ yêu thích. Đây là một em đồng hồ T-shirt chạy máy cơ tự động nha. Cơ tự động 2 năm chân kính, đã được lau dầu, hoạt động ổn định. Giá em này là 2.650.000, mã A54. Đó, mã A54 giá 2.650.000 nhé. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em hôm nay ở đây rồi ạ. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video của kênh đồng hồ Thụy Sĩ Nga Nhật ngày hôm nay. Chúc các bác sẽ tìm được một mẫu đồng hồ ưng ý nhất và có những phút giây thật là thư giãn khi mà theo dõi video của kênh ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.